Thưa quý vị, cho phép Thanh Bạch và Phương Thảo gửi lời chào mừng tất cả quý vị đang đến với live show đầu tiên của bé Jennifer Thiên Nga. Và thưa quý vị, live show của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề Thiên Thần và Ước Mơ. Mong rằng mang đến cho quý vị những cảm xúc tuyệt vời. Hãy dành một tràng pháo tay thật đông nhiên cho sự hiện diện của tất cả quý vị. Thưa quý vị, và với truyền thống của gia đình, quan trọng là cái điều giáo dục trong gia đình như thế nào một người nghệ sĩ trong tương lai. Chính vì vậy cho nên bên cạnh công việc nghệ thuật, công tác xã hội từ thiện cũng là một điều quan trọng mà chúng tôi muốn mời quý vị ngay sau đây đến với phần phát quà từ thiện cho các trẻ mồ côi khuyết tật. Sau đây Phương Thảo xin được trân trọng kính mời đại diện của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến về sân khấu nhận những món quà như là tình yêu thương của Jennifer gửi đến cho các bạn. Xin được mời các bé đại diện của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh hãy cùng di chuyển về sân khấu. Ngày hôm nay trong live show này, Jennifer đã dành một món quà rất là ý nghĩa. Đó cũng chính là tình cảm mà Jennifer gửi đến cho các em. Hy vọng đây sẽ là một món quà nhỏ nhưng sẽ giúp cho các em có thêm nhiều những ước mơ, những hoài vọng cho tương lai của mình. Và thưa quý vị, ngay đây trên sân khấu của chúng ta là hình ảnh của các em trong Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh. Những nụ cười, những ánh mắt vô cùng đáng yêu và hồn nhiên. Xin được nhận của quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho các em để cổ vũ tinh thần. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được mời Jennifer Thiên Nga cùng với bé Thiên Khôi và chị Đài Trang sẽ lên tặng quà cho các bé. Một tràng pháo tay Thiên Nga. Wow, so lovely. Và bây giờ xin được mời Jennifer, xin được mời Thiên Khôi và Miss Đài Trang sẽ gửi những món quà nhỏ dành tặng cho các em trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một món quà nhỏ nhưng gói trọn trong đó là những tình yêu rất lớn mà Jennifer trong live show ngày hôm nay muốn gửi đến cho các bạn của chúng ta. Hy vọng là món quà nhỏ này sẽ giúp cho các bé sẽ có thêm được những niềm vui và đặc biệt là ngày hôm nay sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời. Thưa quý vị, và đây là đại diện của 30 bé đã nhận những phần quà và có mặt hôm nay tại đây. Và Jennifer cũng từng là đang tiếp tục với là người đại sứ thiện chí của chúng ta trong vấn đề về trẻ em khuyết tật. Vâng thưa quý vị, bên cạnh tài năng của mình, em còn có một trái tim vô cùng nhân ái nữa. Xin được mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho em tiếp tục một hành trình chia sẻ đến cộng đồng. Jennifer ơi, hôm nay có một cái hoạt động mà chị Thảo muốn mời Jennifer chia sẻ với các bạn ở đây là mình sẽ có một cái áo thun đúng không? Có hình là lưu niệm của Jennifer nữa. Hãy cùng chia sẻ với lại các bạn về hành động này của mình nào. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các cô chú, các anh chị và các cô bác ạ. Dạ, và con muốn bán cho có một chú là muốn giấu tên và hiện tại cũng là có mặt tại đây, đã tặng cho con một số chiếc áo có in hình con. Và con muốn bán cái này là mình chia sẻ thôi chứ không phải là mình bán. Nghĩa là mọi người sẽ tham gia đóng góp cái tình cảm của mình giúp cho các bé ạ. Dạ, và một chiếc áo thì con sẽ bán là 1 triệu đồng. Và con mời các cô chú nào có mua ủng hộ cho con thì lên sân khấu nhận, bởi vì con chỉ có 5 phút thôi ạ. Dạ em xin được mời chị ạ. Vâng ạ, đây là việc mà chúng ta có thể cùng nhau đóng góp cùng với Jennifer để có một số tiền giúp cho các trẻ em nghèo tại bệnh viện trong dịp Tết này ạ. Nên là xin được mời quý vị nào chúng ta sẽ cùng đồng hành với lại bé Jennifer. Xin được mời các quý vị cùng tiến về sân khấu. Dạ, con chỉ có 5 phút thôi. Các cô chú nào muốn mua thì lên trên đây để nhận ủng hộ con. Còn tiền thì tính sau ạ. Cái quan trọng là được nhờ sự ủng hộ của quý vị đó ạ. Xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng tiến về sân khấu để cùng chung tay với em ạ. Vâng thưa quý vị, những chiếc áo có in hình lưu niệm của live show Jennifer ngày hôm nay trên chiếc áo rất là dễ thương. Xin được cảm ơn sự ủng hộ, cộng hưởng của quý vị để cùng giúp Jennifer chia sẻ với những trẻ em khó khăn tại bệnh viện của chúng ta trong dịp Tết này. Vâng, thưa quý vị, rất là tuyệt vời khi cái hoạt động này của Jennifer đã nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt thành của các cô chú ạ. Cảm ơn tấm lòng của các cô chú rất là nhiều đã cổ vũ tinh thần cho Jennifer. Vâng ạ, thưa quý vị, chỉ còn 2-3 chiếc áo nữa thôi ạ. Wow, rất là tuyệt vời. Trong thời gian chưa đến 5 phút nữa ạ. Rất là cảm ơn tấm lòng ạ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị, để chúng ta cùng lan tỏa những chiếc áo tuyệt vời này để góp phần chia sẻ cho con ạ. Cảm ơn các cô chú rất nhiều và cảm ơn các bạn nữa. Có bạn cùng lớp với lại Jennifer nữa đúng không nào? Thank you. Dạ và con lấy số tiền này với số tiền cách xê của con để con Tết nay con mua quà để tặng cho các bạn nhỏ đang gặp khó khăn ở trong bệnh viện ạ. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều và cảm ơn sự ủng hộ của các cô chú, các bạn. Dạ, và bây giờ thì chúc các cô chú sẽ thưởng thức một đêm live show thật là nhiều niềm vui và nhiều cung bậc cảm xúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn các em đến từ Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các em sẽ có một đêm thưởng nhạc trong live show của Jennifer thật là nhiều cảm xúc và niềm vui. Vâng, thưa quý vị, và để góp phần mang đến những món quà ý nghĩa đến cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, cũng như góp phần mang đến sự thành công cho live show ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều quý vị mạnh thường quân. Nên sau đây xin cho phép anh Thanh Bạch cùng với Phương Thảo sẽ được mời quý vị mạnh thường quân chúng ta cùng tiến về sân khấu để nhận hoa tri ân. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Hà Mỹ Dung, siêu thị hàng Mỹ. Xin được trân trọng kính mời bà Thanh Hương, công ty Nguyễn Thanh Hương GSC. Và khi quý vị nghe tên của mình tranh thủ thời gian quý vị lên ngay quý vị ha. Chúng tôi cũng xin được mời bà Phạm Thị Hường, công ty bất động sản Phú Phong. Xin được trân trọng kính mời bà Võ Hồng, công ty bất động sản Sông Hồng. Xin được mời bà Lê Hằng, công ty vàng bạc đá quý Hera. Xin được trân trọng kính mời ông Thiện Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bất động sản Lộc Phát. Xin được mời bà Ngọc Diễm, Công ty Vàng bạc đá quý Kim Long Phát. Xin được trân trọng kính mời bà Yến, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Silin. Xin được mời bà Đài Trang, hệ thống siêu thị tóc Đài Trang. Xin được trân trọng kính mời bà Cẩm Thục, Công ty Nông sản Dược phẩm. Xin được mời ông Hoàng Phú, Công ty Xây dựng. Và cuối cùng xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Định, nhà hàng Úc Trang, quận 12. Và bây giờ xin được mời quay trở về sân khấu, trưởng ban tổ chức bà Đài Trang sẽ cùng tiến về sân khấu để trao tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Sân khấu những nghệ sĩ cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, xin được mời ca sĩ Lâm Hùng, nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Kim Khôi. Vâng thưa quý vị, đêm nay live show của Jennifer Thiên Nga nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các nghệ sĩ, các ca sĩ đang được rất là nhiều quý vị yêu mến. Hãy cùng chào đón các nghệ sĩ của chúng ta về sân khấu ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được mời nhạc sĩ Bình cùng đạo diễn cùng bước lên sân khấu. Và bây giờ xin được mời Jennifer và bà Lê Trang sẽ tặng những đóa hoa gửi lời tri ân đến cho các nghệ sĩ, các ca sĩ cùng góp mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Xin được mời đạo diễn Thế Anh cùng quay trở về sân khấu. Và xin được mời anh Quốc Bình, các anh chị trong ekip sản xuất, chúng ta hãy cùng tiến về sân khấu để nhận hoa tri ân từ phía ban tổ chức. Xin được chân thành cảm ơn các anh chị. Xin được cảm ơn rất nhiều ạ.